mời quý vị khán thính giả giữa làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin khoa học và công nghệ. AI lần đầu tiên tự lái máy bay quân sự, Tập đoàn Lockheed Martin cho biết một máy bay phản lực chiến thuật đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên do trí tuệ nhân tạo điều khiển hoàn toàn. Trong chuyến bay dài 17 tiếng cất cánh từ căn cứ không quân Edwards ở California, AI đã lái chiếc VISTA X62A, máy bay chiến thuật được sử dụng để mô phỏng máy bay phản lực quân sự với hy vọng bổ sung những khả năng mới và tự động hóa hơn nữa các phương tiện quân sự. Hệ thống tự lái được dùng để duy trì chuyến bay và tiếp quản trong các tình huống đặc biệt nhiều năm qua. Nhưng sử dụng AI cho máy bay chiến thuật là nhiệm vụ khó khăn hơn. Trong chuyến bay thử nghiệm, phi công AI đã kết hợp hai hệ thống tự động của Lockheed Martin gồm thuật toán theo mô hình và hệ thống điều khiển mô phỏng tự động để điều khiển máy bay và thực hiện các thử nghiệm chú trọng vào tính tự động cũng như AI. Tiến sĩ Christopher Corning, giám đốc nghiên cứu trường phi công thử nghiệm không quân Hoa Kỳ cho biết. Vista sẽ cho phép chúng tôi tiến hành song song việc phát triển và thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến với những thiết kế phương tiện không người lái mới cách tiếp cận này cùng với việc thử nghiệm tập trung vào những hệ thống phương tiện mới giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện tính tự động cho các nền tảng không người lái theo không quân hoa kỳ việc tìm kiếm phi công giàu kinh nghiệm để huấn luyện các tân binh không hề dễ dàng nếu ai giúp giảm bớt gánh nặng này các phi công mới có thể được huấn luyện nhanh hơn với phẩm chất tốt hơn Công nghệ mới biến đất mặt trăng thành pin mặt trời. Với chương trình Artemis, NASA đặt mục tiêu đưa con người sinh sống lâu dài trên mặt trăng thay vì chỉ đáp xuống bề mặt rồi quay trở về để thực hiện mục tiêu đó nhân loại sẽ cần sử dụng các tài nguyên trên mặt trăng. Công ty vũ trụ Blue Origin của Hoa Kỳ với dự án năng lượng mặt trời Blue Alchemist đang phát triển pin mặt trời và dây truyền tải từ chất mô phỏng đất mặt trăng từ năm 2021. Mới đây thì công ty Loan báo đã tạo ra một nguyên mẫu pin mặt trời hoạt động được. Đất mặt trăng là hỗn hợp của bụi, vụn đá, khoáng chất và thủy tinh rất khác so với đất trồng ở trái đất. Để chế tạo nguyên mẫu pin mặt trời, các chuyên gia của Blue Origin đã sử dụng nhiệt độ rất cao và điện. Họ giải thích là lò phản ứng của chúng tôi sản xuất ra sắt, silicon và nhôm thông qua quá trình điện phân đất mô phỏng nóng chảy, trong đó một dòng điện sẽ tách các nguyên tố này ra khỏi oxygen mà chúng liên kết. Silicon là thành phần than chốt của pin mặt trời và quá trình trên tạo ra loại tinh khiết phù hợp cho năng lượng mặt trời. Phương pháp mới không sử dụng các hóa chất độc hại thường dùng để tinh chế silicon trên trái đất. Sau đó thì pin mặt trời được lọc bằng thủy tinh làm từ phụ phẩm của quá trình điện phân đất mặt trăng. Blue Origin ước tính loại pin này có thể tồn tại hơn một thập kỷ. Các khoa học gia cho biết là việc vận chuyển thiết bị tới bề mặt của mặt trăng rất là phức tạp và tốn kém. Do đó thay vì sản xuất pin mặt trời trên trái đất rồi đưa lên mặt trăng khai thác các nguồn tài nguyên tại chỗ có vẻ hợp lý hơn nhiều điều tương tự cũng diễn ra với mục tiêu xây khu định cư trên sao hỏa mặt trăng có thể là nơi thử nghiệm trước cho những công nghệ giúp con người định cư ở thế giới khác Công nghệ mới chuyển đổi nước biển thành nhiên liệu xanh Nhóm các nhà khoa học từ trường đại học Armit ở Úc đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất hydrogen trực tiếp từ nước biển, rẻ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, được kỳ vọng có thể là một bước quan trọng hướng tới ngành công nghiệp năng lượng hydrogen xanh khả thi trên toàn cầu. Phương pháp mới tách nước biển trực tiếp thành hydrogen và oxygen mà không cần khử muối. Đây là một bước tiến mới vì quá trình khử muối thường tốn kém và tiêu hao nhiều năng lượng, đồng thời cũng tạo ra khí thải carbon. Hầu hết tất cả nhiên liệu hydrogen ngày nay đều có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và việc sản xuất hydrogen thải ra khoảng 830 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm. Nhiên liệu hydrogen xanh được tạo ra bằng cách tách nước, rất tốn kém và do đó chỉ chiếm khoảng 1% tổng sản lượng hydrogen trên toàn thế giới. Công nghệ mới sử dụng một loại máy điện phân đặc biệt được phát triển để hoạt động dưới nước biển, chia nó thành hydrogen và oxygen và khác với các phương tiện và khác với các phương pháp hiện nay, công nghệ mới không tạo ra sản phẩm phụ chlorine vốn có khả năng gây hại. Tiến sĩ Nasir Mahmoud, trưởng nhóm nghiên cứu giải thích, phương pháp sản xuất hydrogen trực tiếp từ nước biển của chúng tôi đơn giản, có thể mở rộng quy mô và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp tạo ra hydrogen xanh nào hiện có trên thị trường. Đầu tháng này, một nhóm nghiên cứu đại học Adelaide ở Úc cũng đã sử dụng phương pháp điện phân, tách thành công nước biển để tạo ra hydrogen mà không cần phải xử lý trước. Giải pháp sử dụng trực tiếp nước biển mà không cần hệ thống xử lý trước như khử muối và khử ion và bổ sung kiềm giúp giảm bớt chi phí mà vẫn cho hiệu suất tương tự như hiệu suất của máy điện phân nước tinh khiết. Công nghệ của NASA đã cứu mạng nhiều nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. NASA đã chuyển thiết bị tên là Finder tới Thổ Nhĩ Kỳ để dò nhịp tim và hơi thở của những người sống sót sau trận động đất bằng cảm biến radar vi sóng. Công nghệ do NASA phát triển sau trận động đất hồi năm 2010 ở Haiti có thể phát hiện ra chuyển động nhỏ nhất của cơ thể gây ra bởi những quá trình căn bản thiết yếu cho sự sống. Sau đó, công nghệ này được thương mại hóa bởi công ty Spark Ops Group ở Florida. Ngoài thiết bị FIDER, một số vệ tinh của NASA cũng đã thu thập hình ảnh của khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất, giúp đánh giá mức độ thiệt hại và dẫn đường cho nhân viên cứu nạn. Thiết bị IMET được chuyển lên trạm vũ trụ quốc tế hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó lắp đặt trên cánh tay robot ở cấu trúc bên ngoài của trạm. Các khoa học gia hy vọng là dù được thiết kế để phân tích thành phần bụi trong khí quyển của trái đất, IMET có thể phát hiện ra rò rỉ khí nguy hiểm từ đường ống bị phá hủy bởi trận động đất. Dữ liệu từ những thiết bị quan sát trái đất khác sẽ giúp cải tiến mô hình tương tác của mạng kiến tạo giao nhau ở khu vực bị ảnh hưởng, nằm dọc biên giới giữa miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây của Syria. Áp lực giữa những mạng kiến tạo tạo ra Anatolia, Arab và Châu Phi, biến khu vực này thành điểm nóng động đất. Mô hình vi tính dựa trên kết quả do vệ tinh có thể giúp các nhà nghiên cứu đánh giá khả năng xảy ra dư chấn quanh những vết đứt gãy lớn. Xe tự lái của Amazon lần đầu tiên đưa đón hành khách. Zugs, công ty khởi nghiệp xe tự lái thuộc sở hữu của amazon.com, có trụ sở tại Bắc California, đã lần đầu tiên vận chuyển hành khách là nhân viên công ty bằng robot taxi hoàn toàn tự lái trên đường công cộng sau khi nhận được giấy phép thử nghiệm từ nha lộ vận DMV California. Đây là một bước tiến rất lớn đối với toàn công ty, đặc biệt với tư cách là nhà phát triển robot taxi, lựa chọn giải pháp vận hành xe điện Robot taxi của Zook được phát triển như xe tự vận hành ngay từ đầu, thay vì thử nghiệm và chỉnh sửa thêm cho những xe hiện có như hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác. Xe có 4 chỗ, không có bất kỳ bàn đạp hay vô lăng nào cả. Tháng 7 năm 2022, Zook trở thành công ty đầu tiên tự chứng nhận một xe điện chở khách, hoàn toàn tự lái được chế tạo có mục đích phù hợp với tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang FMVSS, Công ty cho biết những chiếc xe này đã chạy được hơn 1 triệu dặm tự hành qua San Francisco, Las Vegas và Seattle. Theo giấy phép thử nghiệm từ DMV, robot taxi sẽ hoạt động cả khi không có người và có nhân viên Zooks làm hành khách nhưng chưa sử dụng cho chuyến đi dân sự nào. Zooks tuyên bố, bắt đầu từ mùa xuân năm 2023, các nhân viên toàn thời gian sẽ có quyền sử dụng robot taxi giữa các văn phòng ở Foster City, California trong giờ làm việc. Bước tiếp theo của Zoox sẽ mở ra tuyến đường robot taxi độc đáo cho công chúng, nhưng công ty chưa nêu mốc thời gian khi những chuyến robot taxi đó có thể bắt đầu. Và đó là những bản tin khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin showbiz trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.